Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử Em là Phong đây Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau phân tích nhận định về Bitcoin, về Crypto, về Ancon Và cũng như là những cái thị trường xung quanh kia Và chúng ta xem thử rằng là trong những cái thời gian tới Bitcoin sẽ có những cái hành động giá như thế này Và chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán nha anh chị nhé Và hiện tại thì chúng ta thấy được là đã có 1, 2, 3, 4 và hiện tại là lần thứ 5 Mà giá cả của Bitcoin từ chỗ ở khu vực quyết nghìn 23.500 Mà chúng ta đã quan tâm rất rất là nhiều thời gian vừa qua nha anh chị nhé Trước khi đi đến với nội dung tiếp theo video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến anh chị một cái chương trình rất là đặc biệt ở trên sàn giao dịch Bybit rất là nổi tiếng đó là về hot như Bybit thì nếu như anh chị chưa mở tài khoản ở sàn giao dịch Bybit thì anh chị có thể là vào cái đường dẫn đăng ký em để ở dưới video này thì anh chị vào đó chúng ta đăng ký ha và anh chị đăng ký trong khoảng thời gian hiện tại thì anh chị sẽ nhận được 10 đô bonus. Thế anh chị nhớ là anh chị đăng ký dưới cái đường dẫn của tụi em thì mới được ha. Và đối với cái chương trình này thì ngoài chương trình đăng ký ra thì anh chị còn có thể là nhận được thêm 10 đô bonus nữa nếu như mà anh chị giao dịch ít nhất với cái khối lượng là 50 đô la nha anh chị nha thì anh chị sẽ nhận ngay thêm 10 đô bonus nữa và đối với cái chương trình này thì họ cũng kèm theo cho anh chị đó là 20 đô bonus nếu như anh chị mời bạn bè của anh chị tham gia vào sàn giao dịch Bybit đăng ký và cũng như là trading thì anh chị sẽ nhận ngay thêm được 20 đô bonus và tổng cái số tiền bonus này thì anh chị có thể là dùng để trade và khi mà anh chị trade ra lợi nhuận thì anh chị có thể là hoàn toàn rút cái khoản tiền của mình về túi riêng của anh chị nha anh chị nhé rồi thì chúng ta hãy quay trở lại với biểu đồ của Bitcoin thì đối với thời điểm hiện tại nhìn vào khung 4 giờ chúng ta đang thấy được cái tín hiệu gì đang diễn ra chúng ta thấy được là ừ, ở trong thời điểm tối ngày hôm qua khi mà nó đợi giá ở cái khu vực là 21.700 đổ lên thì anh chị thấy được là lực tăng rất là đẹp nhưng mà đến cái khu vực hiện tại là khu vực kháng cự của nó là 23.500 đô thì nó bắt đầu là có cái tín hiệu là suy yếu dần thứ nhất là về volume thứ nhất là về lông ha và nếu anh chị nhìn vào dữ liệu con last thì như thế nào cái lượng open interest đây cái lượng open interest này thì anh chị có thể là uh, sử dụng cái này để chúng ta xem về cái dòng tiền ở trên thị trường phái sinh ha thì chúng ta thấy được là nó đang có dấu hiệu là cũng đã giảm dần rồi Thì anh chị thấy được cái đỉnh sau của dòng tiền phái sinh đang thấp hơn cái đỉnh trước Và chúng ta đang có dấu hiệu là thoái tiền ra khỏi thị trường à, Thì đây hiện tại vẫn chưa là một cái tín hiệu chắc chắn Cho nên chúng ta cần phải đợi xem những cái thông tin tiếp theo rằng Nó có rút thêm tiền ra khỏi thị trường phái sinh hay không à, Và tại sao nó lại rút ra như thế này Thì cơ bản anh chị thấy được là khi mà Bitcoin tăng trưởng đến thời điểm hiện tại Em sẽ kéo từ cái râu mà nó thả sâu nhất Từ cái trở lên ha Hiện tại chúng ta đã tăng được 26% và chưa có một lần điều chỉnh nào uh, gọi là làm mạnh cả và chúng ta đang tiếp tục là nằm ở trên cái vùng giá khá là cao như thế này. Thì ở trong cái thời điểm mà nó quét lên 23.500 thì anh chị thấy được là tức là những cái lần trước em có nói rất là nhiều, nói từ cái thời điểm mà nó tăng lần này, nói từ cái thời điểm nó tăng lần này là hoàn toàn nó có thể là quay trở lại để nó quét thành lý ở khu vực 23 đến 20 500 đô và nó đã xảy ra rồi anh chị ạ. À. Thì anh chị có thể thấy được là cái dữ liệu uh, quét thanh lý của chúng ta khá là dày ha. Và ngày hôm qua và lúc uh, và ngày hôm qua có một cái sự kiện khá là đặc biệt vào lúc 22 giờ 30 á, em có đăng bài ở trên Telegram đó là uh, nhà cái cân cửa thì em nói kiểu vui vui thôi. Thì uh, nếu mà anh chị muốn biết là tại sao mà ở thời điểm này nó cả lon cả sót đều bị quét trong khi đó giá cả thì đang tăng thì anh chị có thể là bật lại cái chạc 15 phút và chúng ta kéo đến cái khúc mà 22 giờ 30 chúng ta xem lại một tí thì chúng ta thấy được cái câu chuyện đang diễn ra là gì à, thì ngày hôm qua chúng ta thấy được là chúng ta có cái khu vực kháng cự là khoảng à, 22 700 đúng không ạ 22 700 và cái thời điểm ngày tối hôm qua khi mà nó đỡ giá ở khu vực hỗ trợ 21 800 trở lên á chúng ta thấy được hai cây nến đây hai cây nến này nè một cái quét đầu lon một cái quét đầu sót không anh chị thì anh chị thấy được là ở trong thời điểm ngày hôm qua có rất là nhiều người vào đây fomo và fomo ở đây là gì fomo những cái lệnh lon và những cái lệnh sót và họ đã sử dụng đòn bẩy rất là lớn chắc chắn là như vậy thì anh chị thấy được là riêng cái cây 22 giờ thôi đây là chúng ta thấy ha 22 giờ chúng ta thấy được là à, 18 triệu đô lệnh lon nè đó, và cũng như là 18 triệu đô lệnh sót Cho nên là em mới kêu là nhà cái cân cửa đó chị Nó là như vậy Thì à, đối với thời điểm hiện tại Đối với thời điểm hiện tại Nếu mà nhìn vào cái cấu trúc hôm bữa Mà chúng ta xem xét ở trên cái check ở trên Bitstamp thì chúng ta thấy được là chúng ta đang có một cái tín hiệu khá là tốt ha Để em bật lại cái check cho anh chị thấy ở khung 4 giờ Đó, tăng lên, phá ra khỏi netline, đạp xuống, được đỡ lên Và cũng như là phá ra khỏi cái đường trên line ở trên này nha anh chị nhá Thì nó phá vỡ ra như vậy Và khi mà nó phá vỡ ra như vậy thì nó cũng tương tự ở cái khu vực 23.500 đô hồi nãy Thì chúng ta thấy được là nó từ chối, từ chỗ từ chỗ và từ chối rất là nhiều lần Và nếu mà anh chị thấy được là sáng nay Equibot là chúng ta đã chạm lên khu vực quá mu rất là nhiều lần rồi có nghĩa là sao ở khung 4 giờ hiện tại đây là ở khung 4 giờ nha anh chị nha thì anh chị thấy được là nó rướng lên nó rướng lên và cố gắng để rướng lên cái khu vực quá mua và chưa muốn quay trở ngược lại khu vực quá bán thì cái lý do tại sao thì ở khung ngày thì ở khung ngày thì anh chị thấy được là nó đang tiến hành là vòng lên khu vực quái mù và rất là gần rồi chúng ta sắp sửa rồi là chạm vào quái mù rồi thì mỗi lần mà chạm quái mù thì anh chị thấy đều là có một cái tín hiệu giảm nó cũng kéo theo đó là chị báo cluster chúng ta cũng cứ dập dìu dập dìu ở khu vực này và chưa có quyết định rõ ràng nha anh chị nhá và trong thời gian tới thì liệu rằng á liệu rằng á là bitcoin có thể là vòng lên và tăng trưởng mức giá cao hơn 26 28 30 ngàn đô hay không thì chúng ta phải đặt một cái vấn đề là gì là đầu tiên á thì anh chị thấy là nó đang từ chối ở đây rồi ừ nó đang từ chối ở đây rồi volume thì giảm đó cluster thì quá mua đó và khung ngày thì cũng như vậy cũng đang quá mua rồi chuẩn bị quá mua rồi và liệu rằng nó còn đà tăng hay không thì chúng ta cần phải chờ đợi ở cái cây nến ngày ha ở cái nến ngày chúng ta cần phải có một cây nến một cây nến nó thật là khỏe volume thật là chắc để phá vỡ ra khỏi quýt lầu như thế này như thế này thì chúng ta ước lượng được rằng ừ chúng ta có thể tăng tiếp nhưng mà đối với thời điểm hiện tại thì em vẫn đang giữ cái quan điểm cái lập trường của mình là khi mà nó quét xong những cái lệnh sót trước đó hoàn toàn chúng ta có khả năng là điều chỉnh tiếp. Đối với chỉ báo tôi cũng ra tín hiệu là chúng ta có thể là đảo chiều. Đối với volume thì càng lúc càng giảm dần đi và đối với một mặt nữa đó là tin tức. Thì anh chị biết là hai tin tức sắp tới nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính khá là nhiều. Thì anh chị sẽ thấy được là Fed sẽ tăng lãi suất chắc chắn rồi tại vì là lạm phát nó tăng lên 9.1%, cao hơn với cùng kỳ là 8.6%. Thì tháng này bắt buộc là Fed phải có những cái quyết định Tăng lãi suất và hiện tại chúng ta thấy được là à, có rất là nhiều người đang đồn đoán là sẽ tăng ở 0.75 à, Có nhiều phe thì kêu là tăng trên 1% Thì chúng ta vẫn chưa có đáp án ở đây nhưng mà chắc chắn Em chắc chắn chắc hẳn với anh chị rằng Là cái dữ liệu cái ngày 27 tháng 7 thời gian tới á, Thì Fed sẽ đưa ra quyết định là tăng lãi suất cái chắc luôn À, chắc chắn là như vậy luôn nha anh chị nha và khi mà phép tăng lãi suất thì anh chị biết là cái câu chuyện là khi mà phép tăng lãi suất thì giá cả sẽ bị sụt giảm đúng không ạ nhưng mà thường á, là giá nó sẽ chạy trước tin tức có nghĩa là ở khu vực này nếu như nếu như mà chúng ta không thấy được một cái sự tăng trưởng nữa thì chắc chắn là trong một tuần tới nó sẽ tiếp tục giảm và nó sẽ điều chỉnh trước tin tức và khi mà ra tin tức nó sẽ bị sốc giá một tí và tiếp tục nó tăng thôi à, giống như cái lần mà cái tin tức lạm phát CPI 9.1% đó anh chị thấy được là à, trước đó thì nó cũng đã giảm rồi À, giảm trước tin tức về lạm phát và khi mới tin lạm phát thì nó sọc một cây xong rồi nó lên luôn đó thì đó là cái cách mà à, giá cả và tin tức nó vận hành thì nó khá là tương quan với nhau thì anh chị cũng có thể là quan sát thêm về tin tức ha anh chị ha và đối với thời điểm hiện tại thì chúng ta sót hay chưa hay chúng ta long hay chưa thì thời điểm này là thời điểm lưỡng lự chúng ta chưa có một setup hay là chưa có một cái tín hiệu nào rõ ràng hết thì anh chị cần phải nên là cân nhắc thật là kỹ khi đưa ra bất cứ một cái quyết định long hay sót như thế nào ở đây và chúng ta à, tuyệt đối là không nên sử dụng đòn bẩy quá cao đối với những cái lệnh mà chúng ta đang nằm ở cái khu vực mà nó đang lưỡng lượng như thế này nha anh chị nhá thì cái tin đầu tiên là lãi suất của Mỹ thì cái tin thứ hai lãi suất của EU khối EU ở trong thời điểm vừa qua là từ 2011 cho đến thời điểm hiện tại là chưa có một lần nào tăng lãi suất hết và chúng ta thấy được là đã có những cái thông báo và cũng như là đã đã có những cái dự báo là ECB ECB ở đây là gì ECB là ngân hàng trung ương châu Âu nha anh chị thì rất có thể là sẽ tăng ở cái mức là khoảng 0.25% đó để mà cân bằng lại thì anh chị thấy được là nếu mà chúng ta xét uh, ví dụ như là euro mà chu USD đi thì bây giờ chúng ta thấy được là euro thì nó đang bằng 1.02 đô la Mỹ thì lý do tại sao? Lý do rất là đơn giản đó là uh, thằng euro thì nó không tăng lãi suất mà lạm phát cũng đang tăng mà thằng Mỹ thì nó lại tăng lãi suất. Ờ ừ, thằng Mỹ tăng lãi suất thì khi mà Mỹ tăng lãi suất như vậy thì cái sức mạnh của đô la Mỹ nó sẽ được tăng lên. Đó, cho nên chúng ta thấy là euro trong thời điểm vừa qua nó đã bằng với lại một đô la Mỹ đó anh chị. Đó, thì thời điểm cao nhất của nó là khoảng 208 là nó khoảng 1.5 đô. Uh, một euro nha chị nha Th thì thời điểm hiện tại thì nó đang giảm dần giảm dần đi về cái sức mạnh của đồng euro thì uh, nếu mà chị bật cái check uh, euro euro uh, euro usd đi đó thì chúng ta sẽ thấy được là gì ở uh, trong cái thời điểm vừa qua thì hiện tại nó cũng đã bắt đầu là có phản ứng trước tin tức rồi cũng nghĩa là đã tăng bởi vì sao bởi vì là uh, scb thì nó đang muốn là tăng cái uh, cái mức lãi suất của nó lên cho nên chúng ta thấy được là nó đã tăng cái mức là khoảng là ba phần trăm đây là một số rất là đẹp luôn rất là đẹp luôn anh chị đó thì đó là một cái yếu tố nữa mà chúng ta thấy được là nếu mà lần này tăng lên thì chưa chắc hẳn là nó đã tăng mạnh đâu cho nên là chúng ta thấy được là hai cái tin tức về lãi suất từ mỹ đến những cái khối bên eu thì đây là những cái tin khá là xấu và hoàn toàn có thể lại gây ra cái áp lực bán của cái nhà đầu tư lên thị trường nha anh chị nhé và à, nếu mà ước tính đi nếu mà lần này mà nó tăng thì nó tăng bao nhiêu và nếu mà nó giảm thì nó giảm bao nhiêu thì nếu mà nó tăng đối với kịch bản nếu mà nó tăng em sẽ tắt bớt một vài cái chị báo đây để chúng ta có những cái chạc nó rộng hơn một tí thì em sẽ sử dụng cái Fibonacci thoái lui và em kéo từ cái đỉnh lần trước đến cái đáy thời điểm vừa qua là 17.600 Chúng ta thấy được là hiện tại chúng ta đang nằm ở khu vực là 0.382 của Fibonacci thoái lui Và thời gian tới nếu như, à, hồi nãy em có nói với anh chị là có một cái volume ngày nó lớn như thế này thì hoàn toàn chúng ta có thể là chạm đến những cái mốc là 26.700 và cũng như là close 28.600 thì đó là cái cái thì đó là cái kịch bản tăng thôi thì thật sự em cũng muốn nó tăng lắm nhưng mà thực thực tế đối với quan điểm của em hiện tại á với những chỉ báo đối với những cái phân tích về kỹ thuật đối với những cái yếu tố về tin tức thì em thấy cái lực giảm nó vẫn sẽ còn và cái cú lực giảm này thì nó giảm đến đâu Ờ nó giảm đến đâu anh chị đó thì đầu tiên đầu tiên ha chúng ta hãy quan sát ở cái chạc bitstamp nếu đây là một lần phát cao nếu đây là một lần phát cao thì cái vùng đầu tiên chắc chắn rồi đó là neckline mà chúng ta đã kể từ trước là 21 000 năm đó và về sâu hơn á, nếu mà về sâu hơn thì 20.500 đô. Đó, về 20.500 đô thì đến đây chúng ta sẽ phân tích tiếp. Nhưng mà ở trong tháng 8, ở trong tháng 8 này nó sẽ có những cái điều nó đặc biệt hơn. Và tháng 8 em nghĩ rằng á là tháng 8 trong đợt tới này nó sẽ là một cái thời kỳ mà giúp cho thị trường tài chính có những cái cú sống hồi nó mạnh mẽ hơn anh chị, bởi vì sao? Thì ở trong tháng 8 này á thì chúng ta sẽ có đúng một cái tin tức là chỉ số về lạm phát thôi, CPI thôi. Và cũng như là Mỹ á, thì ở trong tháng 8 này thì sẽ không có những cái cuộc họp liên quan đến lãi suất bởi vì họ sẽ tăng ở trong cái cuối tháng 7 này và họ để xem thử là ở trong thời gian tới tháng 8 thì cái mức lạm phát nó có bị à, sụt giảm à, đi phần nào hay không và nếu mà có thì họ sẽ đưa ra quyết định tiếp theo ở tháng 9. Cho nên là tháng 8 cũng sẽ là một cái thời gian khá là đẹp để Bitcoin có thể phục hồi và nếu như mà nó giữ giá ở khu vực 20.000 năm hay 20, .000, 20, .000, 20, .000, 20 .000 năm á đẹp á thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn à, kỳ vọng một cái mức hồi cao hơn ở trong cái tháng 8 tới nha chị nha. Và tháng 8 là một cái tháng mà em thấy được là à, có rất là nhiều cái tín hiệu để cho mà Bitcoin để cho mạng ancoin và cũng như là những thị trường tài chính khác nó có cái mức tăng trưởng nó rực rỡ hơn. Thì bây giờ chúng ta hãy xem xét một tí về Ethereum ha, anh chị ha. Bitcoin thì chúng ta đã phân tích rồi, chúng ta vẫn sẽ chờ những tín hiệu tiếp theo ở khu vực giá này. Thì Ethereum thì như thế nào? Ok thì Ethereum thì anh chị thấy được là ở cái khu vực là quét thanh lý này nè. Đó thì nó đã có cái tín hiệu là bắt đầu là từ từ là từng bước gọi là không có cái dấu hiệu tăng nữa. Có nghĩa là nó đang sideways và nó chờ tín hiệu của thằng Bitcoin và nếu mà tăng bitcoin tăng thì chắc chắn là nó sẽ điều chỉnh nhẹ và bắt đầu tăng tiếp đó và lý do là tại sao thời điểm này nó không tăng nữa thì anh chị có thể là xem qua về cái dữ liệu ở trên Coalesce. ha đầu tiên á là ở trong cái thời điểm mà nó tăng lên một ngàn rưỡi một ngàn sáu thì nó đã quét thanh lý những cái lệnh long và cũng như là những cái lệnh short rất là nhiều rồi thì anh chị cũng có thể là xem nè. đây là cái mục uh, liquidation ha nó thấy được là long sọt đồ là bị quét toàn bằng rồi và thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được là dòng tiền phái sinh bắt đầu giảm dần thì ở đây hồi nãy á, thì khi mà em làm video hồi nãy thì em thấy được là uh, có khá là nhiều cái biến động của cá mập là nó cứ rút tiền ra xong lại bơm tiền vô rút tiền ra bơm tiền vô thì đây không biết là cái động thái gì của nó chắc hẳn là nó muốn quét thanh lý hay như thế nào đó thôi kể cả là bitcoin cũng vậy nếu mà anh chị nhìn vào btc usdt hồi nãy lúc đầu video thì chúng ta chưa thấy đúng không ạ và đến thời điểm hiện tại khi mà em nhìn vậy cũng bất ngờ đó nó làm hai cây một cây lên một cây xuống như thế này đó và anh chị thấy được là Uh, không hiểu là thời điểm hiện tại cá mập nó đang có ý định Là muốn uh, đẩy giá xuống Hay là muốn đẩy giá lên nhưng mà cái động thái như thế này là một cái động thái mà em thấy là nó không có thực sự là chắc chắn đối với thời điểm hiện tại nếu chúng ta nhìn vào thị trường phái sinh nên là chúng ta cần phải có những cái tín hiệu nó giảm từ từ giảm từ từ hoặc là tăng từ từ tăng từ từ lên đối với dòng tiền phái sinh thì chúng ta mới xác định được là ừ thời điểm này nó đã ok hay chưa để chúng ta có thể là vào lệnh đúng không ạ đó thì đối với Ethereum là như vậy chúng ta thấy được là nó sẽ vẫn sai quay và nó chờ tín hiệu thôi bởi vì sao thứ nhất là dòng tiền để mà bơm tiếp nó không còn bởi vì thời điểm hiện tại nếu anh chị nhìn vào Bitcoin Dominant thì anh chị đã không biết Bitcoin Dominant là gì thì Bitcoin Dominant là tỷ lệ phần trăm của vốn hóa của Bitcoin trên tổng vốn hóa của thị trường Có nghĩa là ở đây là 43% là vốn hóa của Bitcoin à, thì phần còn lại là vốn hóa của con nha anh chị nha Thì à, đó thì anh chị thấy được là cái Bitcoin Dominant nó có sự hồi lên Tức là cái dòng tiền nó được bơm vào Bitcoin để nó đẩy giá lên đối với thời điểm hiện tại là như thế Đúng không ạ, thì anh chị thấy được là Bitcoin khi mà Bitcoin Dominant nó tăng lên thì uh, cái giá cả của Bitcoin cũng được tăng lên dần Cho nên là anh chị sẽ thấy được là Ethereum thì nó cũng sẽ không có nhiều cái đài tăng hơn nữa Nó sẽ không có nhiều cái đài tăng hơn nữa để mà nó tiếp tục là nó bứt phá nha anh chị nha Và nó vẫn phải chờ đàn anh của nó xử lý ra sao đối với khu vực quicklow như thế này Đó thì đó là về cái cập nhật về Bitcoin và cũng như là Ethereum thì em sẽ xem với chị một tí nữa Uh, về cái US100 đó là thị trường chứng khoán Mỹ Nasdaq nha anh chị nha Hãy xem qua một tí như thế nào và chúng ta thấy được là chúng ta đã có sự đỡ giá khá là mạnh mẽ lên Đó và chúng ta đã vượt ra khỏi cái kháng cự là 12.175 và đang có tín hiệu là giảm dần đi càng lúc càng giảm dần đi thì anh chị thấy là những ngày trước và đến hiện tại thì cái lực tăng này bắt đầu càng giảm dần càng giảm dần đi và chắc hẳn là đối với cái lực tăng như thế này thì nó cũng đã quét được thanh lý khá là nhiều rồi nha anh chị nhé đó là đối với Nasdaq và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát rằng nếu lần này mà US 100 nó quay đầu trở ngược lại đến một quýt lâu mà nó lũng thì chắc hẳn là Bitcoin cũng sẽ tiếp tục có cái đà lũng thêm còn nếu như mà nó test lại nó boom luôn á thì chúng ta xác định được ok Bitcoin sẽ có cái đà bùm thì anh chị cứ xem qua cái quá khứ của giá 100 đối với Bitcoin thì anh chị thấy được là nó chạy có một cái cái yếu tố vô hình nào đó nó chạy song song với nhau đó nó chạy song song với nhau và là cứ dưới 100 mà giảm là Bitcoin cũng sẽ giảm thì đó là cái cách để mà chúng ta có thể là xem qua à, về thị trường cũng như là có thêm nhiều cái yếu tố để mà phân tích thêm về giá cả nha anh chị nhé à, ok thì bây giờ chúng ta hãy tổng quen lại thì thị trường đối với thời điểm hiện tại là một thị trường đang không có quá nhiều cái xu hướng rõ ràng có nghĩa là chúng ta vẫn đang lưỡng lự ở khu vực kháng cự của chúng ta, chúng ta vẫn phải chờ trong thời gian tới rằng liệu nó có điều chỉnh hay không sau khi mà cái đà tăng của nó đã tăng đến cái mức là 26% thì lần trước á, lần trước một tí đi, chúng ta cũng có thể thấy được là chúng ta cũng có cái đà tăng và khiến cho rất là nhiều người hoang mang. Ở thời điểm đó là không biết là up trên hay chưa, không biết là tăng trưởng hay chưa và cuối cùng thì nó vẫn giảm. Đây, thì cái cú này là 28%, còn cú của chúng ta hiện tại là từ đây close trở lên là khoảng cũng 25, 26, 28% rồi gần gần đến rồi anh chị. Thì uh, chúng ta sẽ chờ và cũng như là những cái setup tiếp theo thì em sẽ cố gắng để cập nhật đến anh chị sớm nhất ở trong ngày mai nha anh chị nhá. Và nếu như anh chị uh, thấy cái video của tụi em nó mang lại những cái giá trị, nó mang lại những cái thông tin để anh chị có thể là tham khảo và cũng như là chắc chắn hơn với những cái quyết định long shot hay là quyết định đầu tư hâu của mình á thì anh chị đừng quên để lại một nút like và cũng như là nút subscribe đăng ký, ủng hộ team nha anh chị nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.